Các bạn đang nghe podcast kênh Smart, kể chuyện bé nghe, các mẫu chuyện thiếu nhi ý nghĩa kể cho bé nghe mỗi đêm. Trẻ nhỏ rất thích nghe kể chuyện, việc kể chuyện bé nghe mỗi đêm đem đến cho bé nhiều lợi ích. Vì vậy, bạn hãy bổ sung những mẫu chuyện thiếu nhi để kể chuyện cho bé ngủ để tuổi thơ của con có thêm nhiều màu sắc. Câu chuyện con cừu đen kêu be be. Ngày xưa ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm. Một năm nọ, con cừu đen nhận thấy rằng dường như không ai còn chuộng lông cừu đen nữa. Do đó, số lông cừu mà nó còn lại khá nhiều. Dù vậy, nó không muốn lãng phí số lông này nên đã quyết tâm bán tiếp. Hôm đó, chẳng có ai muốn mua lông của nó cả nên con cừu đen mang số lông ấy về nhà. Ngày hôm sau, nó lại mang ra bán tiếp nhưng mọi chuyện cứ diễn ra như hôm trước. Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Một ngày nọ, khi con cừu đen đang ngồi buồn rầu với số lông của mình, có một cậu bé chạy lại và hỏi nó có bán số lông này không. Nghe hỏi, con cừu đen vô cùng mừng rỡ và nói có. Cậu bé chạy đến chỗ bố mẹ mình thông báo có chỗ bán lông cừu. Họ cùng nhau đến chỗ con cừu và ngỏ ý muốn mua hết toàn bộ số lông. Họ cho biết mình đến từ ngôi làng kế bên và đã tìm kiếm rất nhiều nơi để tìm mua lông cừu đen nhưng không có chỗ nào bán cả. Ngày hôm ấy, con cừu trở về nhà và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những cố gắng của nó đã được đền đáp xứng đáng. Ý nghĩa của câu chuyện khi bạn kể chuyện bé nghe, hãy cố gắng, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc, có ngày con sẽ thành công.